Dạ vâng ạ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nghệ nhân của chúng tôi đi tới một cái cây xanh Nam Điền. Dạ vâng, xin mời bạn giới thiệu. Đây là một cây xanh Nam Điền rất là già. Cây này là một cây tử của một cái long mẫu tử, thì cái đã được tách con tử ra khỏi cây mẹ tách khá là lâu rồi. Gần như bây giờ thì không ai nhận ra nó là một cây tử của cái long nữa. Cái này thì nó rất là già và rất là quái. Cái này hiện tại nó đang rất rộng, thì trước mắt anh sẽ lọc qua cái phần mồm thở thừa để cho nó thoáng thoáng cây ra cho anh em cùng ngắm. Cắt anh thở hả? Cắt chừa lại một phân. Mình cắt thừa lại một phân để cho các bởi vì mình vẫn còn nuôi thành thỏ lý tiết. Từ từ nha, phần này mình để cái mầm lại nha, để mầm lại nha, để ba mầm trên này lại nha. Sẽ cắt ra để chống cái sẹo to sau này và nên lại lấy một mầm thỏ bé tiếp. Khi mình để mầm thỏ có tác dụng là các anh em nhìn này, ta lồi lên thành các cái u cục, nó sẽ tạo u cục cho cây và nó sẽ kéo cho cây biến hóa. Tuy nhiên thì mình không nên để mầm thở quá to, đúng không? Đúng rồi, quá to sau này mình cắt đi sẽ bị thành một cái sẹo to. Vậy là trong quá trình nuôi phôi thì anh em phải hết sức lưu ý tới cái mầm thở. Một năm chỉ nên để mầm thở 6 tháng. Mỗi vậy năm. Là cứ 6 tháng là mình sẽ kiểm tra mầm 6 thở một tháng lần. Mình sẽ cắt mầm thở một lần. Vì sao em muốn để lại mầm này? Bởi vì em lại cái phần lưng này nó đang rất 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 là trống, sau này cũng rất trống, em muốn tạo một con tử nhỏ ở đây. Thứ nhất là để tử này sẽ bị chạm vào cái tay này. Hai con tử này, nếu con tử bên này thì sẽ bị chạm tay này và mặt bên này sẽ trống hoàn toàn. Thì mình sẽ làm con tử bên này để nó cân đối với, nó hài hòa và cân đối với tổng thể cây. Để cái này đẹp hơn nhé. Dạ. Để cái này đẹp hơn. Vâng, để cái này. Ý em cho anh cắt cái mầm này này. À. Nó giờ to thì được bông lên rồi. À. Đó, cái này nó phải ba bông thì sẽ ấm. À. Khi ba bông đi thì sẽ bỏ bông dưới. À. Bỏ lấy bông này che trên. Ừ. Để nó từ đây rồi, từ đây rồi. Cái này nó nhanh mà. Cuối năm là em phải. Cuối năm. Cuối năm mình có một cái khi mình làm bất cứ một cái tác phẩm nào mình sẽ có một cái bản đề mô trước. Mình sẽ dựa cái bản đề mô đấy đấy là mình làm. Bình thường như bọn em làm thì sẽ có cái bản demo sẵn ở trong đầu rồi. Bước tiếp theo đó là tạo đế cho cây. Anh em nên khi mà ấy anh em nên vặt bớt lá đi chứ, không nên để lá quá nhiều, vặt hết được để chống mất nước cho cây. Hiện tại thì cây khi mình làm bộ đế thì bộ đế nó sẽ để cắt hết các rễ này là cây nó chưa thể hút được nước nên để nguội thân ngay, không nên để lá nhiều sẽ bị bay với nước thì cây mất nước ngay, yếu cây. Cũng để ít được bởi vì mùa này nó dễ, cũng để ít thôi, không.
Sau khi đã cào hết đất cũ, cắt bớt rễ cũ, chúng ta sẽ cùng quan sát. Này, nó có rất nhiều những cái điểm quý của cây xanh này. Những điểm nó già, nó lu. Những cái điểm này là điểm cực kỳ quý của một cây xanh Nam Điền. Rất là già, lu. Anh hỏi lúc nào kiếm cái lu chung nhỏ nhỏ, cái bình gì nhỏ nhỏ nhét vào cái lỗ này. Không tượng được. Anh em nhìn lên con xanh quý chưa? Quá quý luôn. Quý thế thì bao nhiêu tiền? Thì bí mật. Dạ vàng, nó là một con xanh vô giá. Rất là quý. Sự là nó rất là quý luôn. Cái xanh vô này rẻ. Thôi anh đừng nói rẻ. Em mua của một ông già. Anh đừng nói rẻ, anh đọc, em buồn. Nó có đến 20 không ạ? Nó có mấy triệu? Không, bây giờ bán nó có đến 20 không ạ? 50 còn trả bán. 50. Con này thì nó quý hơn con kia đấy. Con này thì quý hơn cái con xanh quê cổ của video trước đúng không? Đúng rồi, con này quý hơn con đấy nhiều. Thứ nhất là nó là dòng xanh Nam Điền, là nó đã quý hơn gấp 3 lần đến 5 lần ạ. Thứ hai nó là một con dáng quái lạ. Là một trong những cái dáng hiếm. Thứ ba đó là độ già, độ tuổi già của cây. Em qua chưa? Lửa sơ qua một chút. Em cắt dễ. Xong rồi. Em dễ để cắt nữa nhỉ? Không, thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ra rửa qua cái cây này. Để cho anh em ngắm cái cây. Đây ạ. Đứng lên chậu. Lên chậu nhìn nó. Thay nhà mới cho cây ạ. Vẫn bị chật. Cây một cái bệ rất là khủng. Chúng tôi tìm chậu hơi khó khăn một chút. Thế nên đã thay đến 5 mẫu chậu rồi mà vẫn chưa một cái mẫu chậu nào có thể ưng ý và vừa với cái bệ của cây này. Thế chật lại cái ô van to đùng này à? Cái ô van to đùng này. Ô van đấy thì nó dày quá. Ô van này to quá. Tìm được một chiếc chậu để phù hợp với cây thực sự rất là khó đấy ạ. Một vườn chậu như thế này mà không tìm được một chiếc chậu nào có thể vừa được. Bay dài đây được số lắm. Ngoài sai cho chậu vuông 40-40 này. Chậu này sao? Chúng ta cái chậu này nó mỏng nó. Nó thời gian quá, áp dư để nguồn dây đã. Chúng ta bắt đầu theo chậu cho cái cây này nhá. Đầu tiên là nghệ nhân của chúng tôi luồn dây. Đo dây, luồn dây để giữ cây. Đây là anh ủ phân phân trùng quý đó. Cái phân trên mặt đây. Có kia không cái phân trùng quý rồi. Phân trùng quế là phân giun quế. Đây là phân cá. Phân này thì mình rắc nhiều thì vườn rắc nhiều cho xanh kinh. Nó nồng. Mà gặp cái lắng nó bốc kinh thôi. Con này nó tốt hơn. Xanh này không biết tốt nhất là phân gì không? Phân lợn. Không biết gì mà tốt hơn phân lợn. Xanh. Có bác xin đến trường 2 bao phân lợn. Đặt mua một chục bao, hai anh em mua một chục bao cho mọi người. Để xích thì vào đây để cho nó manh. Không nó xích quá. Sao nó còn từ này. Hơi sâu chậu.
cây hơi sâu nhỉ. Nâng nữa lên. Buộc dây để cố định cây. Sau một tháng nó cắt được cái dây này ra. Khi đấy thì rễ của nó mọc rồi đúng không? Nó cắm xuống đất rồi. Có nhiều người bảo để dây này nhìn nhìn nó xấu, nó ra chỉ là mình tái. Cái thay nguyên vật, cái thay là. Cho đất lên phân. Còn bước gì nữa không? Dạ. Còn bước gì nữa không? Vậy là hoàn thiện rồi à? Dạ vâng ạ. Sau rất nhiều phút thì nghệ nhân của chúng tôi đã chỉnh trang lại dáng của một cái cây xanh Nam Điền khủng như thế này và thay chậu cho nó. Dạ vâng. Phát con Việt Nam xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Cái này cũng không cần phủ mình vừa lên lên bởi vì cái này không cần làm đế.